đến họa sĩ Lý Mai Thụ, một danh họa bậc thầy về tranh phụ nữ Đài Loan. Ông đã để lại rất nhiều tuyệt tác về hình tượng thiếu nữ trên đảo ngọc này. Người mẫu trong bức tranh Thiếu nữ áo trắng được lưu trữ tại nhà bảo tàng mỹ thuật thành phố Đài Bắc. Thực ra là một nữ nhân viên họ Lý, làm việc tại Hội Nông nghiệp Tam Hiệp thời bấy giờ. Đây là một tác phẩm rất quan trọng, một tác phẩm tranh chân dung tương đối lớn, một trường phái hội họa mang tính đại diện trong thời của họa sĩ, tức là vẽ cận cảnh chân dung của một người, sau đó đem những vật dụng mà ông yêu thích như đồ cổ hay là những đồ đạc trong cuộc sống hàng ngày làm bối cảnh cho bức tranh. Thí dụ như bức tranh Thiếu nữ áo trắng. Cô thiếu nữ trong tranh bận trang phục rất thanh lịch, tao nhã. Ngay cả đồ trang sức trên người của cô ấy như chiếc trâm cài áo, mặc dù không được rõ nét lắm, nhưng hình như được làm bằng đá san hô. Nhìn vào rất là sang trọng, là một nét chấm phá rất đặc biệt của bức tranh. Còn chiếc thắt lưng lại rất đậm chất thủ công mỹ nghệ, một tác phẩm thủ công rất đặc sắc. Cảnh sắc đằng sau lưng của thiếu nữ là những tấm bình phong trang trí được điêu khắc từ gỗ. Một bối cảnh mà chúng ta thường gặp trong tranh của họa sĩ từ sau khi ông nhận công việc trùng tu lại ngôi chùa Tổ Sư ở Tam Hiệp. Rất nhiều tác phẩm của ông vẽ chân dung của một ai đó và đằng sau là những tấm bình phong điêu khắc gỗ. Thật ra đây là một trường phái hội họa rất thịnh hành trong thời kỳ của ông. Chiếc bàn trong bức tranh cũng là một tác phẩm điêu khắc. Chúng ta có thể nhìn thấy bàn tay của thiếu nữ đặt nhẹ nhàng trên chiếc bàn và đằng sau lưng của cô ấy giống như một bức gỗ mun đen. Đó là do tôi tưởng tượng ra. Bức gỗ mun và chiếc bàn đều là tác phẩm điêu khắc gỗ, nhưng lại tạo nên một cảm giác rất khác nhau. Điều này có thể nhìn ra được cách xử lý tài hoa của họa sĩ trên cùng một vật thể. Nói về thủ thuật của tranh tả thực, ông đã nắm bắt rất rõ những thớ vân trên miếng gỗ, thậm chí là trên các loại gỗ khác nhau. Ông đều có thể dùng màu sắc và nét vẽ để miêu tả rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhìn hai vật khác trong bức tranh. Đầu tiên là chén rượu bằng đồng xanh. Đây là một chén rượu cổ có tạo hình rất tao nhã. Và kế bên là một cái chum sành màu xanh. Từ đây có thể nhìn thấy là những vật dụng không cùng một thời đại. Từ thời nhà Thương, nhà Chu cho đến nay, cái chum sành này hoàn toàn không biết thuộc vào thời đại nào. Có thể là một vật dụng trong dân gian. Một bức tranh vẽ thiếu nữ trong một không gian nội thất như vậy, chân dung của cô gái chiếm đến 2/3 bức họa. Nhìn vào bức tranh toát lên một vẻ thanh cao. Cô người mẫu thì trông rất đoan chính. Điều này cho thấy đây là một thiếu nữ rất mẫu mực. Nhìn chung là một bức tranh rất đẹp, là một tác phẩm rất đáng để chúng ta từ từ chiêm ngưỡng. Thật ra, cùng một người mẫu họ Lý này, vào năm 1953, họa sĩ Lý Mai Thụ cũng đã vẽ thêm một bức tranh mang tên Gió Xuân. Tuy nhiên, cô người mẫu lại thể hiện một cảm xúc khác, cũng có thể là do trong một tư thế khác, cho nên khí chất của bức họa cũng khác hẳn. Nếu như bạn có dịp chiêm ngưỡng bức tranh này, bạn sẽ nhìn thấy cô người mẫu họ Lý đứng ngoài trời, mặc chiếc áo màu đỏ, bàn tay thì nhẹ chạm lên má, nở nụ cười tươi trên môi, đầu đội chiếc khăn choàng, có lẽ rất thịnh hành trong thời bấy giờ. Một tư thái như vậy khiến cho mọi người cảm thấy bức tranh vô cùng sinh động và tươi vui. Khí chất của cô gái cũng trở nên tươi tắn. So với tư thế làm người mẫu trong bức tranh Thiếu nữ áo trắng mà chúng ta vừa mới chiêm ngưỡng, một cô gái bận áo trắng đứng trong một không gian rất cổ điển thì phải nói hai bức tranh hoàn toàn khác hẳn nhau.